một nén tâm hương trước Phật đài ngũ phần vẫn trọn đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp mọi loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật đà lòng thành gửi tận chốn bao la. Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Được nén tâm hương ở ta bà nhớ lời di huấn Đức Thích Ca. Cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tống phổ môn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tâm thế tôn mãi trần không bờn thân của Ngài, vô tận phước lành từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biên pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tương lai hà sanh Di Lặc tôn Phật, đại chi văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Thanh lương
Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần. Thật là linh nghiệm, vì nó có thể tỉnh qua thế giới sanh tử luân hồi hải tổng. Thần chú như sao cuối sinh đấng sáng chói, đấng có trí huệ sáng chói, đấng siêu thoát thế gian bậc sư tử vương. Bậc Bồ Tát vĩ đại xin ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm. Đấng tôi thắng hỡi đấng tôi thắng, xin ngài làm cho thần chú linh nghiệm. Đấng đại tự tại xin ngài quá quy sức mạnh. Thần thông tự tại xin ngài quá quy sức mạnh. Đại tự tại đấng không ô nhiễm, đấng xa rời trần cấu, đấng có thân hình không ô nhiễm. Hãy đến xin ngài xuất hiện, đấng tự tại trong đời. Xin ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô. Đấng sư tử vương xin ngài xuất hiện, tiến lên hai tiến lên đấng giác ngộ. Xin ngài làm cho chúng sanh giác ngộ, đấng có đầy đủ lòng từ. Chúng con muốn được thấy ngài lại, ngài xin ngài ban cho an vui hạnh phúc. Mỗi điều mong ước đều được thành tựu, bậc thành tựu đệ nhất. Xin ban cho con thiền định an vui sức mạnh vô cùng. Đấng thành tổ vĩ đại người mặc giáp đen, mình tròn dao hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp lo giác ngộ. Mỗi người tay cầm tích trường chiến đấu, và cùng chiến thắng bên ta thì có mạnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui hạnh phúc. Con xin quy y Phật Quán Tăng Tam Bảo, con xin quy y Bồ Tát Quan Âm. Tất cả ước mơ đều được thành tựu thật linh nghiệm. Thần chú thật linh nghiệm, thần chú của đấng toàn năng thật là linh nghiệm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Lo là hương ai vừa bén ai gỗ chiên đàn khói thơm ngào ngạt khắp trần gian ba Phật hiện thân vàng ngày Nam mô hương dân cây Bồ Tát ơi Nam mô hương dân cây Bồ Tát Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế Phật pháp cao siêu rất tầm mà sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con ơi nghe thấy chuyên trì tông Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Phật tràng. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà người thế gian gọi Bồ Tát này là Quan Thế Âm? Xin Đức Thế Tôn mở lòng chỉ giáo. Đức Phật liền bảo: này vô tận ý, nên nghe cho kỳ công đức Quan Âm. Nếu coi chúng sanh chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi thì niệm Quan Âm, nhờ sức bi tâm mà được giải thoát. Nếu gặp la sát quỷ dữ hại người, hoặc gặp nạn trời nước trôi lửa cháy, quan lại hành thần trôi buộc gông cầm, cùng là giặc cướp giữ tâm sang suốt chánh niệm Quan Âm. Nhờ sức bi tâm mà được khỏi nạn. Nếu người sân hận cùng với si mê, bị mọi người chê là kẻ tham dục, nhờ đức trong sạch Bồ Tát Quan Âm mới vừa
quá tâm liền được thanh tịnh. Sống trong thiền định trí huệ lại sanh thấu rõ ngõ ngành, không còn sân hận nếu muốn hậu vẫn còn được lâu dài. Cầu sanh con trai để mà nói dòi, chí thành đánh lễ Bồ Tát Quan Âm nhờ đại bi tâm mà sanh nam tử đức tài đầy đủ đáng bậc anh hùng. Nếu Phật Ma Hồng muốn cầu con gái chí thành lễ bái Bồ Tát Quan Âm thì cũng được sanh hằng nga tiên nữ. Sắc tài đầy đủ đức hạnh vô song, vì thế các ông phải nên cung kính tịnh thánh Quan Âm, dù chỉ nhất tâm cũng được vô biên phước đức. Bạn người tích cực xua cả cuộc đời, quyết chí tôn thờ 62 ức hằng xa Bồ Tát để cầu phước lạc trên các cõi trời. Phật vừa dứt lời ngài vô tận ý lại nghĩ thêm rằng, Bồ Tát từ hàng vào trong thế gian bằng phương tiện nào mà tạo công đức cho người tích cực tu hành Quan Âm, vượt mọi khó khăn mà lên bờ giác đức Phật đã biết gì của Quan Âm. Người ở thế gian không thể hiểu được nên ngài mới lược giải vô tận ý về những thần bí của đức Quan Âm, nếu dùng ngữ ngôn làm sao nói được. Con người siêu việt xuất hiện trên đời, làm việc tùy thời tùy tâm niệm chung thể hiện tương ứng để cứu hộ người sử dụng thiền từ. Ở trong biển khổ quá độ tùy duyên, nếu gặp chúng sanh là bậc đại nhân, ngài hiển Phật thân thuyết quát lời sanh vừa cơn tất cả từ bi hỷ xả độ chúng hằng xa. Nếu người lánh xa những nơi ồn náo vào ấn rừng sâu để cầu Phật trí, ngài hành pháp thi khai để cho người bằng trí tuyệt vời trên đời ít có. Do đó được danh là Bích Chi Phật, nếu người chấp vật lại thích từ chương đi khắp mười phương tìm thầy học đạo không hết phiền nào. Nghiệp chướng lại tăng ngày hiện thanh dân tu tử thanh đế, làm họ kính nể theo học đạo thuyền tâm tánh được yên mà lên bờ giác. Nếu cầu phước lạc trên cõi thiên đàng thì ngài sẵn sàng làm trời để thích, nếu sợ kẻ địch giết hại mã người ngài làm tướng trời, tay cầm bảo sự diệt dữ trừ tà, nếu vào ta bà ngài làm cư sĩ thể hiện chân lý trên cõi thế gian. Có lúc làm tăng hay
làm phạm chỉ túc trí đa mưu giúp việc tội ngô được phong tệ tướng mặc dầu sung sướng Bồ Tát chẳng màng. Rủ áo từ quan tìm đường giải thoát ở trường hợp khác ngày hiện tiểu dương giữ dân biên cương nhân dân an lạc nói đạo giải thoát dạy chúng tu thiền đất nước bình yên thì ngày thôi vậy biết bao xích kể công đức của ngài đủ 32 thân hình biến hóa cứu độ tất cả người niệm danh ngài từ xưa đến nay không bao giờ dứt ta nay thành thật khuyên bảo mỗi người kính trọng tôn thờ Bồ Tát Quan Âm ở trong nội tâm đừng nên sao làm. Khi có gặp nạn thì niệm danh ngài tất cả quả tai theo đây tan mất mười phương chư Phật cũng nói như thế. Bây giờ ngài vô tận nghĩ lại nghĩ thêm rằng ta nên cúng dường đức quan tự tại chuỗi ngọc như ý lợi ích trời người Quan Âm mỉm cười mà không chịu nhận Phật giải tường tận về pháp cúng dường rồi báo Quan Âm xót thương chúng tăng và vô tận ý nhận ngọc khoa tí lợi ích cho đời Phật vừa dứt lời mỗi người quan ý đành tổ khoa tí của Đức Quan Âm ngài dùng bi tâm phân hai chuỗi ngọc một cung cho Phật ở cõi phương xa một dân Thích Ca Ta Bà giáo chủ như vậy đã đủ tịnh với hai phần đại chúng ân cần đầu thành đảnh lễ cũng dường như thế công đức khôn lường bây giờ ở trong hội trường có ngài trì địa tu hành bố thí và xưa cầu đường được Phật ngợi khen công phu đệ nhất nghe pháp chân thật lòng rất vui mừng cùng với tâm muôn bốn ngàn chúng sanh đồng phát đại tâm cầu thành Phật đạo. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Mười hai câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm mở cửa từ bi rộng mở tuy hoàn cảnh hiện thân quyết lòng cố chúng mà sanh vượt qua bao khổ nạn ngài chia tâm đành lệ. Nam mô Phật Diên Thông Thánh Tự Tại Quan Âm Như Lai rộng quát hoàng thể nguyện. Nam mô quyết một lòng không sợ khó Quan Âm Như Lai thường vào biển đông nguyện. Nam mô ở ta bà vào địa phủ Quan Âm Như Lai cứu giấc chúng sanh nguyện. Nam mô
diệt tà ma trừ yêu quái quan âm Như Lai dứt trừ quỷ hiểm quyền. Nam mô Tại Tịnh Bình Tại Dương Liệu quan âm Như Lai ban đứa cam lồ nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Đại Hỷ Xã quan âm Như Lai quán thân bình đẳng nguyện. Nam mô suốt ngày đêm luôn quan sát quan âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện. Nam mô Phổ Đà Sơn thường lễ bái quan âm Như Lai gông cầm đức ra nguyện. Nam mô Tạo Pháp thuyền vào biển khổ quan âm Như Lai đồ thần chúng sanh nguyện. Nam mô Tiện Tràng Phán Hậu Bảo Cái quan âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Nam mô Vô Lượng Tỏ Phật Cảnh Giới. Quan âm Như Lai Di Đà Thọ Ký nguyện. Nam mô Thân Trang Nghiêm Tâm Sáng Suốt quan âm Như Lai tròn đủ mười hai nguyện. Sông ấy dài muôn dặm biển khổ rồng vô cùng. Muôn cõi đường sống chết phải niệm Phật đồng danh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Nam mô A Di Đà Phật. 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 Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương.
Thường Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tiêu tai kiết tường thần chú, con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật, nói pháp thanh tịnh vi diệu. Này hư không hãy uống cạn tất cả quả tai, hãy làm sạch tất cả quả tai này sức nông. Hãy phát đi quả, phát đi quả thiêu đốt tất cả quả tai, đốt sạch tai quả này tinh tú, hãy xuất hiện xuất hiện. Để tiêu trừ quả tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng an lành thật an lành. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin đấng từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ. Nam Mô Tiểu Tai Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Nam Mô Tiểu Tai Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Nam Mô Tiểu Tai Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quang thế âm cũng khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, hãy ngài nghe tiếng ứng danh tới liền. Dẫu trong bệnh liên miên khổ cực, niệm danh ngài lập tức khỏi nguy. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua. Dù
phổ môn thị hiện đức
tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giấc cấp kỳ đổ chốn. Hay có kẻ qua đò mất nàng cùng mà bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đất mà nén tâm mà hương ơi vừa niệm danh hiểu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên điều thay đức Như Lai truyền dạy không mà sai. Chúng mà ta chớ có quán này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ trong khổ hải thuyền từ dẫn đời cho chúng sanh đưa tới lạc bán. Chính tầng sen báo đại vàng Di Đà Thọ Ký rỡ ràng thánh từ bi cứu khổ độ đời tầm thân giải nạn đến nơi an bình. Nam mô đại từ đại bi linh cảm quan thế âm bồ từ đại bi linh cảm quan thế âm bồ tát. Nam mô đại từ đại bi linh cảm quan thế âm bồ tát. Tụng kinh là hạnh tốt lành vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh, nguyện cho tất cả hàm linh thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu quyền. Nguyện tiêu ba chương não quyền được nguồn trí tệ phá xiềng vô minh, nguyện trừ tội chướng điều linh nơi hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm. Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm hoa sen chính phẩm là hàng mã chán. Qua nở thấy Phật hiện ra vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền. Nguyện đem công đức hiện tiền hướng về khắp cả các miền
gần sân. Con già cha mẹ ông bà chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. Sanh Di Lặc Tôn Phật
Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn hỏi thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tự tại sinh ngài quá quy
sức mạnh thần thông tự tại sinh nhài qua quy sức mạnh đại tự tại đấng không ô nhiễm đấng xa rời trần cầu đấng có thân hình không ô nhiễm. Hãy đến xin ngài xuất hiện đấng tự tại trong đời, xin ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô. Đấng sư tử dương xin ngài xuất hiện tiến lên hai tiếng lên đấng giác ngộ, xin ngài làm cho chúng sanh giác ngộ đấng có đầy đủ lòng từ. Chúng con muốn được thấy ngài lại ngài, xin ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tổ bậc thành tổ đệ nhất, xin ban cho con thiền định an vui sức mạnh vô cùng. Đấng thành tổ vĩ đại người mặc giáp đen mình tròn dao hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim can, tay cầm pháp lo giác ngộ mỗi người, tay cầm tích trường chiến đấu và cũng chiến thắng. Bên ta thì có mạnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực, xin ban cho con an vui hạnh phúc. Con xin quy y Phật Quán Thân Tam Bảo, con xin quy y Bồ Tát Quan Âm, tất cả ước mơ đều được thành tổ thật linh nghiệm. Thần chú thật linh nghiệm, thần chú của đấng toàn năng thật là linh nghiệm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tông mới nguyện tỏ
Như Gà Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25. Bấy giờ Ngài Vô Tận Ý quỳ gọi chắp tay bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà người thế gian gọi Bồ Tát này là Quan Thế Âm? Xin Đức Thế Tôn mở lòng chỉ giáo. Đức Phật liền bảo: Này Vô Tận Ý, nên nghe cho kỳ công đức Quan Âm. Nếu coi chúng sanh chịu nhiều đau khổ, muốn cầu ra khỏi thì niệm Quan Âm. Nhờ sức bi tâm mà được giải thoát, nếu gặp la sát quỷ dữ hại người, hoặc gặp nạn trời nước trôi lửa cháy, quan lại hành thần trôi buộc gông cầm, cùng là giặc cướp giữ tâm sang suốt chánh niệm Quan Âm. Nhờ sức bi tâm mà được khỏi nạn. Nếu người sân hận cùng với si mê, bị mọi người chê là kẻ tham dục, nhờ đức trong sạch Bồ Tát Quan Âm mới vừa phát tâm liền được thanh tịnh. Sống trong thiền định trí huệ lại sanh, thấu rõ ngõ ngành không còn sân hận. Nếu muốn hậu vẫn còn được lâu dài, cầu sanh con trai để mà nói dòi. Chí thành đánh lễ Bồ Tát Quan Âm, nhờ đại bi tâm mà sanh nam tử đức tài đầy đủ, đáng bậc anh hùng. Nếu Phật Ma Hồng muốn cầu con gái, chí thành lễ bái Bồ Tát Quan Âm thì cũng được sanh hằng nga tiên nữ. Sắc tài đầy đủ đức hạnh vô song, vì thế các ông phải nên cung kính tịnh thánh Quan Âm, dù chỉ nhất tâm cũng được vô biên phước đức. Bạn người tích cực xua cả cuộc đời, quyết chí tôn thờ 62 ức hàng xa Bồ Tát để cầu phước lạc trên các cõi trời. Phật vừa dứt lời, Ngài Vô Tận Ý lại nghĩ thêm rằng: Bồ Tát từ hàng vào trong thế gian bằng phương tiện nào mà tạo công đức cho người tích cực tu hành Quan Âm, vượt mọi khó khăn mà lên bờ giác đức Phật đã biết gì của Quan Âm. Người ở thế gian không thể hiểu được, nên Ngài mới lược giải Vô Tận Ý về những thần bí của đức Quan Âm.
yêu dòng mà ngữ ngôn làm sao nói được. Con người siêu việt xuất hiện trên đời, làm việc tùy thời tùy tâm niệm chung thể hiện tương ứng để cứu hộ người sử dụng thiền từ. Ở trong biển khổ quá độ tùy duyên, nếu gặp chúng sanh là bậc đại nhân, ngài hiển Phật thân thuyết pháp lời sanh vượt hơn tất cả, từ bi hỷ xả độ chúng hằng xa. Nếu người lánh xa những nơi ồn náo vào ấn rừng sâu để cầu Phật trí, ngài hành pháp thi khai để cho người bằng trí tuyệt vời trên đời ít có. Do đó được danh là Bích Chi Phật. Nếu người chấp vật lại thích từ chương đi khắp mười phương tìm thầy học đạo không hết phiền nào. Nghiệp chướng lại tăng ngày hiện thánh dân tu tử thanh đế làm họ kính nể theo học đạo thuyền tâm tánh được yên mà lên bờ giác. Nếu cầu phước lạc trên cõi thiên đàng thì ngài sẵn sàng làm trời để thích, nên yêu sợ kẻ địch giết hại mang người ngài làm tướng trời. Tay cầm bảo sự diệt dữ trừ tà, nếu vào ta bà ngài làm cư sĩ thể hiện chân lý trên cõi thế gian. Có lúc làm tăng hay làm phạm chỉ túc trí đa mưu giúp việc tối ưu được phong tệ tướng mặc dầu sung sướng Bồ Tát chẳng màng. Rượu áo từ quan tìm đường giải thoát ở trường hợp khác, ngài hiển tiểu dương giữ dân biên cương nhân dân an lạc nói đạo giải thoát. Dạy chúng tu thiền đất nước bình yên thì ngài thói vậy biết bao xích kể công đức của ngài đủ 32 thân hành biến hóa cứu độ tất cả. Người niệm danh ngài từ xưa đến nay không bao giờ dứt ta nay thành thật khuyên bảo mỗi người kính trọng tôn thờ Bồ Tát Quan Âm ở trong nội tâm đừng nên sao làm. Khi có gặp nạn thì niệm danh ngài tất cả quả tai theo đây tan mất, mười phương chư Phật cũng nói như thế. Bây giờ ngài vô tận nghĩ lại nghĩ thêm rằng ta nên cúng dường đức quan tự tại chuỗi ngọc như ý lợi ích trời. Người Quan Âm mỉm cười mà không chịu nhận Phật giải tường tận về pháp cúng dường. Rồi bảo Quan Âm xót thương chúng tăng và vô tận ý nhận ngọc khoa tí lợi ích cho đời Phật vừa dứt lời mỗi người quan ý đành tổ khoa tí của Đức Quan Âm. Ngài dùng bi tâm phân hai chuỗi ngọc một cung cho Phật ở cõi phương xa, một dân Thích Ca Ta Bà giáo chủ như vậy đã đủ tịnh với hai phần.
đại chúng ân cần đầu thành đảnh lễ cúng dường như thế công đức khôn lường. Bây giờ ở trong hội trường có ngài trì địa tu hành bố thí và xưa cầu đường được Phật ngài khen công phu đệ nhất. Nghe pháp chân thật lòng rất vui mừng, cùng với tâm muôn muôn ngàn chúng sanh đồng phát đại tâm cầu thành Phật đạo. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Mười hai câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm mở cửa từ bi rộng mở. Tuy hoàn cảnh hiện thân quyết lòng cố chúng mà sanh, vượt qua bao khổ nạn chia tâm đành lệ. Nam mô Phật Diên Thông Thánh Tự Tại Quan Âm Như Lai rộng quát hoàng thể nguyện. Nam mô quyết một lòng không sợ khó, Quan Âm Như Lai thường vào biển đông nguyện. Nam mô ở ta bà vào địa phủ, Quan Âm Như Lai cứu giấc chúng sanh nguyện. Nam mô diệt tà ma trừ yêu quái, Quan Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện. Nam mô tai tịnh bình tai dương liệu, Quan Âm Như Lai ban đứa cam lồ nguyện. Nam mô đại từ bi đại hỷ xã, Quan Âm Như Lai quán thân bình đẳng nguyện. Nam mô suốt ngày đêm luôn quan sát, Quan Âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện. Nam mô Phổ Đà Sơn thường lễ bái, Quan Âm Như Lai gông cầm đức ra nguyện. Nam mô tạo pháp thuyền vào biển khổ, Quan Âm Như Lai độ thần chúng sanh nguyện. Nam mô Tiền Tràng Phán Hậu Bảo Cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô Vô Lượng Tỏ Phật Cảnh Giới, Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam mô Thân Trang Nghiêm Tâm Sáng Suốt, Quan Âm Như Lai Tròn Đủ Mười Hai Nguyện. Sông ấy dài Phật hồng danh.
thẳng ngay hành theo ý
Quan Thế Âm danh là Tự Tại, khắp tam mà thiên qua lại dạo chơi. Từ bi ngài muôn độ đời, mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam Hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cùng là hương sơn. Trong một phẩm phổ môn thị hiện đức Như Lai thuộc chuyện khen ngài. Quái thần linh hiện không mà ai, tinh thần cứu khổ chẳng này công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giác cấp kỳ đổ chốn. Hay có kẻ qua đò mất nàng, cùng mà bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt mà nén tâm mà hương ơi. Vừa niệm danh hiểu tai ương qua liền, những chuyện ấy hiển nhiên điều thay, đức Như Lai truyền dạy không mà sai. Chúng mà ta chớ có quán này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Trong khổ hải thuyền từ dẫn đời, giờ chúng sanh đưa tới lạc bán. Chính tầng sen báo đại vàng, Di Đà Thọ Ký rỡ ràng thánh thơi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thân giải nạn đến nơi an bình. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Tụng kinh là hạnh tốt
lành vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. Nguyện cho tất cả hàm linh thảy đều tối ngộ phẩm kinh diệu quyền. Nguyện tiêu ba chướng não quyền, được nguồn trí tệ phá xiền vô minh. Nguyện trừ tội chướng điều linh, nơi hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm. Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm, hoa sen chính phẩm là hàng mẹ cha. Qua đã thấy Phật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền. Nguyện đem công đức hiện tiền về khắp cả các miền gần xa. Con và cha mẹ ông bà, chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. Từ quy Phật xin nguyện chúng mà sanh lòng mà vô thường, từ quy pháp sinh nguyện chúng mà sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Từ đại chúng tất cả không ngày, nguyện đem công đức này lại hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật.